Ủa không, giống anh Phương là quen biết cái chị Nga đó rất là thân, là quen biết rõ luôn phải không? Trời, cái anh chị em mà. Cái chị Nga đó uống nhanh nhưng mà uống được nhiều không? Ví dụ như mà nếu mà Tiger là khoảng 42 lon. Ghê vậy? 42 lon trong vòng thời gian bao lâu? Thì ai tới đâu tới đó thôi, người ta nghỉ hết thì nghỉ thôi. Chứ không lẽ uống mình. Không. Cỡ đó là uống một mình rồi, người ta sẽ gục hết rồi. Không. Ghê. Uống với ngoài sân dược á. 42 lon hả? Anh em sân dược uống dữ lắm á. Giống như là từ kiểu như 42 là từ buổi trưa uống tới buổi chiều. Nó uống khi nào mà ý là anh em tao uống hết nổi, tao nghĩ tao đếm lon là nha, uống 2 lon thôi. Là cái đó là đã xảy ra rồi. Ở ngoài kênh sân dược của Lóc Bình Định á. À. Là... Ờ nhớ hồi bữa có coi nhưng mà không để ý là coi bao nhiêu lon. Cái đó có quay lại. Cái lúc uống là chỉ là anh em ngồi nhau uống là chứ không phải là quay clip để uống. À còn nếu mà ở ngoài là 42 lon rồi. Ghê. Nếu mà bây giờ là Nga đang là chương trình thử thách Việt Nam đó, 64 63 tôi thành đây à. Là cứ ai uống hơn Nga là được chiếc cái thắt. Ghê. Uống hơn là trong cái thời gian nhất định đó phải không? Cái thời gian là năm lon này ai uống hết trước thì người ta thắng rồi, chứ không có thời gian gì. À là cứ là gót 5 lon ra ai uống hết trên. À là khi nào mình muốn mà cảnh thi đua là mình phải bỏ ra năm trăm không có bỏ cái gì hết. À mày ý là chỉ là thử thách thôi, anh em với nhau rồi chứ đâu phải tốn tiền, đâu phải nhậu. Đồng ý, nhưng mà giống như chị Nga Sumo đó vừa uống xong người này cái vô người khác là đã cũng như là đã cái đó là thử thách là khác hả? À thử thách thì có tiền cho bạn chơi. Đi với Nga xuống với Biên Hòa nè. Vừa uống xong 5 lon. Là anh kia lon thứ 3 là anh kia full nè. Và tới anh khác 5 lon nữa. Cái đấy là không gọi là thử thách, nó mà gọi là thách đấu. Thách đấu. Nhưng mà vậy không có công bằng cho Nga, tại vì Nga đã. Cái đó gọi là thách đấu. Cái đó là nếu mà dịch ra là gà sống đá gà chết rồi. Nhưng mà cứ anh Biên Hòa thích vô nữa thì chơi nữa. Ờ cũng được hay, nhưng mà không công bằng cho Nga. Tại uống không được đâu. Ờ. Nga là dạng độc lạ Việt Nam. Độc lạ, ừ, cái từ độc lạ đúng rồi, ừ. Độc lạ Việt Nam luôn. Kiểu như cái uống mà đang chương trình. Cái ly này ha. Các bạn ai dữ lắm là uống 4 ly lỗi liền. Ừ. Cứ uống uống ọc 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 vô đó, một lúc là cái này kia là ly dữ lắm á, là ly thứ tư là bột cái ấu. Ờ. Không có nấu. Tại mình bị ém. Nhưng mình vô nhanh quá mình bị ém. Hơi nó ém lên. Mình chịu đấu nổi, ừ. Nó bị ém vô ghê. Dừa em mệt đó chứ không phải là có đâu anh bỏ em dựa anh lại chứ. Vô mẫu ơi. Dạ con đây. Vô đây mở cái nhà đi. Vô 1 2 3 vô. Hai cái mày. Hai ba lần.